Vâng, còn đây là cái lô bông trang tím sen. Tím sen một cốt. Tím sen này cao 4 tấc nha cô chú. Hồi tím sen. Tím sen một cốt à. Cái thân này. Cô chú xem nè, này là hai cái nhánh hai bên, vì mình cắt hai cái nhánh này là ra một cốt luôn. Cái thân là cỡ lớn hơn ngón tay út của em, ngón áp út. Một viên, hai viên là hơn 4 tấc à. Đây là màu tím sen lá nhỏ. Một cốt. Cô chú xem nè, một cốt. Là chứng tỏ là cái chậu bông rất là tốt. Cho nên là cỏ lên này. Hoàn toàn là một cốt nha cô chú. Một cốt. Cây nào cũng một cốt không nha cô chú. Đây. Một cốt, cái cốt nè. Cô chú xem cái cốt nè. Rồi, cái bông, có bông sẵn luôn. Cô chú chỉ cần mua về là mình trưng thôi. Rồi. Anh này một cốt rất là đẹp, nhưng mà anh chưa có bông. Đây, cái cốt nè cô chú. Xem cái cốt nè. Đó. Tím sen này đẹp tuyệt vời luôn. Những chậu này là nằm trong vỏ, vỏ chín hết nha cô chú anh chị. Chậu nào cũng một cốt không nha cô chú anh chị. Tại vì cây tốt có hành ra cỏ lên. Em chưa kịp làm cỏ nữa. Đây cái cốt nè cô chú xem nè. Cốt quá tuyệt vời luôn. Thẳng lên. Một màu tím sen. Rất là tươi. Nguyên cái lô này là đang gỗ bông, thành ra là em giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Cái cốt ảnh thoát thân nè cô chú. Đây, cô chú xem cái cốt quá tuyệt vời luôn. Ở trên cái bông. Quá tuyệt vời. Cái này bị nắng quá ảnh cháy. Cái đó màu đỏ. Đây. Khi mà em gửi cây cho cô chú thì em sẽ đóng rất là kỹ để giữ cái thân cho khỏe cho cô chú. Về cô chú chỉ cần để ra chậu và chơi thôi. Màu tím sen này là một màu rất là xa tươi, rất là sáng. Tại vì ảnh giống cái màu của bông sen á, thành ra người ta gọi là màu tím sen. Cây là cốt. Như vậy không nha cô chú. Nói là lấy bao nhiêu cây màu tím sen một cốt là em sẽ chọn cây đẹp cho cô chú ạ. Còn ví dụ như cái thân ảnh có chụp chặt chút xíu thì em chừa lại để em dưỡng, em dưỡng lại cái thân để bán cho cô chú ạ. Này cô chú xem nè, một cốt nè.